chữa thủy đậu không để lại sẹo, không cần bác sĩ. Có những bài thuốc cực hiệu quả ở ngay cạnh chúng ta mà chúng ta thường phớt lờ không biết. Dưới đây là một số bài thuốc trị bệnh thủy đậu hiệu quả ở ngay bên cạnh bạn. Bệnh thủy đậu là bệnh có tốc độ lây lan nhanh, thường bùng phát vào tháng 3 đến 5. Có nhiều phương pháp điều trị bệnh khác nhau, nhưng nhiều người vẫn áp dụng cách chữa thủy đậu bằng phương pháp dân gian hiệu quả. Vậy cụ thể bệnh thủy đậu được điều trị như thế nào? Một là sắn dây và đậu xanh. Củ sắn dây 20g, đậu xanh 20g, lá tràm 20g, rễ chanh 20g, cam thảo 10g, 3 lát gừng tươi. Sắc tất cả các nguyên liệu trên với lượng nước vừa đủ uống. Bài thuốc này cho trẻ em uống khi những nốt đậu đã mọc quá 3 ngày chưa hết sốt. Hai là đậu xanh. Đậu xanh nguyên vỏ hoặc vỏ đậu xanh 20-30g, rau om tươi 20g, quả dành dành 16g, kim ngân hoa 16g, rễ cỏ chanh 12g. Sắc hỗn hợp này trong 2 lần, đổ 600ml nước sắc còn 200ml dồn 2 lần lại với nhau, sắc lại còn 300ml chia thành 2 lần uống. Tùy theo từng độ tuổi mà cho bé uống 1/2 liều. Ba là hoa mai. Trùng hoa mai, tán nhỏ, giã nhuyễn rồi trộn với mật ong, viên lại thành từng viên. Đối với trẻ 1 tuổi thì uống 1 viên và 2 tuổi uống thêm 3 viên, cứ tăng thêm 1 tuổi thì uống thêm 3 viên nữa. Mỗi ngày uống 2-3 lần với nước ấm. Bài thuốc này có tác dụng hiệu quả với trẻ khi mới mọc thủy đậu. 4 là nhọ nồi. Những nguyên liệu cần chuẩn bị như cây nhọ nối, cây nọc rắn, lá rau má, lá thanh táo, lá dâu tằm, lá chân vịt, lá mũi mác, mỗi loại có số lượng bằng nhau. Rửa sạch tất cả các nguyên liệu rồi giã nát, hòa với nước, cho qua dây, lọc lấy nước, vỏ phần bã. Bài thuốc này được áp dụng đối với những nốt bầm tím, khắp mình nóng gian. 5 là cam thảo, ngân hoa. Cam thảo dây 12g, ngân hoa 12g, vỏ đậu xanh 12g, hoàng đằng 8g, sinh địa 12g, lá tre 10g, rễ cây sậy 8g. Rửa sạch các nguyên liệu rồi cho 4 chén nước vào sắc lại còn 1/4 là được, uống hết trong ngày. 6 dâu tằm. Lá dâu tằm 30g, cỏ mần trầu 20g, lá tre 20g, cam thảo đất 20g. Cho tất cả vào ấm sắc cạn, từ 1000ml xuống còn 300ml. Mỗi lần uống 30-50ml chia ra uống trong ngày. 7 rau mùi. Lấy 30g rau mùi, cắt nhỏ, cho một ít gạo tẻ rồi nấu thành cháo, chia ra ăn nhiều lần trong ngày. Trên đây là những cách chữa bệnh thủy đậu bằng phương pháp dân gian mà các bạn nên biết. Bên cạnh áp dụng phương pháp điều trị bằng thuốc, thì người bệnh cũng nên tham khảo thêm phương pháp khác để bệnh nhanh khỏi. Take a body's high.